Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Thục Cẩm Nhân Gia của tác giả Trang Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 211. Dương Tĩnh Uyên đã đi vài ngày, tin báo bình an liền gửi về. Quý Anh Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng tức giận nhận ra mình đã bị Nghiêu Ngũ Nương trêu chọc. Ngày tháng trôi qua trong yên bình. Cuối tháng 8, tấm gấm của Dương gia đã được dệt xong. Dương Thạch Thị sai thiền tử mời Quý Anh Anh vào thư phòng Bạch Lộ Đường. Quý Anh Anh chưa từng đến thư phòng này. Trước đây, nơi này thuộc về Dương Đại Lão gia. Sau khi ông qua đời, Dương Tĩnh Sơn thừa kế vị trí gia chủ. Nhưng vì Dương Thạch Thị vẫn còn ở Bạch Lộ Đường nên anh ta không sử dụng thư phòng này. Khi bước vào, Quý Anh Anh thấy nhiều người canh giữ ở Bạch Lộ Đường. Trần Ma Ma và thiền tử dẫn một đám vú già canh cửa. Không khí căng thẳng, Quý Anh Anh lo lắng, nhỏ giọng dặn Lăng Nhi và Tương Nhi ở lại ngoài cửa, nghe thấy gì cũng coi như không nghe thấy. Trong phòng, Dương Thạch Thị và anh em Dương Tĩnh Sơn đang ngồi. Thấy Quý Anh Anh vào, Dương Thạch Thị cười nói: Anh Anh, đã chờ em đến rồi. Quý Anh Anh bước đến chào rồi ngồi xuống. Dương Tĩnh Nham đứng dậy, lấy một hộp gấm từ bên cạnh, mở ra và trải tấm gấm lên bàn. Đây là một tấm gấm màu xanh chủ đạo. Các màu xanh nhạt, tím nhạt và xanh lá cây hòa quyện, trên bề mặt đan xen những bông hoa đào hồng phấn. Dương Tĩnh Nham cầm một góc gấm lên, nhẹ nhàng rung rinh. Lập tức, dòng sông xuân lấp lánh với những cánh hoa rơi rực rỡ. Quý Anh không kìm được thốt lên: Đẹp quá! Dương Thạch Thị biết sẽ có một loại gấm mới, nhưng đây là lần đầu tiên thấy. Mắt lộ vẻ vui mừng. Tốt lắm, năm nay có thể đoạt lại ngôi Cẩm Vương, cũng an ủi được lão gia trên trời. Thực ra, điều đặc biệt nhất của Hoán Hoa Cẩm không phải là vẻ đẹp, mà là kỹ thuật, những loại gấm có hoa văn phức tạp thường cần 3 năm trở lên để hoàn thành. Nhưng Hoán Hoa Cẩm của chúng ta, ngoài những bông hoa rơi này, thì các phần còn lại dệt đơn giản như vải thường. Tấm gấm đẹp như vậy, chỉ cần 3 tháng là có thể dệt xong. Nhờ đó, có thể giảm đáng kể chi phí sản xuất gấm. Tiếp tục dịch và chỉnh sửa cho đến hết. Đấu gấm không chỉ là để các thợ gấm so tài với nhau, mà còn để nâng cao vị thế của nghề gấm ở đất Thục. Dương gia nhất định sẽ được ghi danh trong lịch sử nghề gấm. Tốt! Dương Thạch Thị xúc động nói. Trừ khi năm nay có gia đình khác dệt được loại gấm hiếm có như Lâm Giang Tiên của năm ngoái, nếu không, gấm mới của Dương gia chắc chắn sẽ đoạt được ngôi Cẩm Vương. Quý Anh nhìn chằm chằm bức xuân giang đồ, nghĩ đến lời của Dương Tĩnh Sơn, đột nhiên hỏi. Đại ca, nếu dốc toàn lực đẩy nhanh tốc độ, có thể dệt xong cả tấm gấm trước tháng 10 không? Có thể chứ. Dương Tĩnh Sơn rất tự tin. Chúng ta đã có kinh nghiệm dệt tấm gấm này. Nếu các thợ dệt làm việc luân phiên 12 giờ mỗi ngày, chắc chắn một tháng có thể dệt xong cả tấm gấm. Tuy nhiên, đấu gấm chỉ cần dài 3 thước là đủ, sao em lại muốn dệt cả tấm gấm? Quý Anh nhìn tấm gấm trên bàn, mắt lộ vẻ thích thú. Em nghĩ, gấm cuối cùng vẫn là để may áo. Nếu khi đấu gấm, Dương gia không trưng bày tấm gấm mà là bộ y phục may từ gấm đó, chắc chắn mọi phụ nữ đều sẽ mong muốn có một bộ như vậy. Ý kiến hay. Dương Tĩnh Sơn suy nghĩ nhanh chóng, nảy ra ý tưởng mới. Chúng ta nên dệt gấm 4 mùa và chọn 4 cô gái xinh đẹp để mặc. Quý Anh nảy ra ý tưởng, cười nói. Tấm này là xuân giang hoa đào, có thể dệt thêm hạ giang sơ hà, thu giang lá đỏ, đông giang mai vàng. Hoa văn không cần theo khuôn mẫu, mỗi tấm gấm đều có hoa văn khác nhau, để thợ dệt tự do sáng tạo. Như vậy, mỗi tấm gấm sẽ là duy nhất. Hai người nói chuyện rất hào hứng, Dương Thạch Thị và Dương Tĩnh Nham trao đổi ánh mắt, cùng cười. Đại lang, anh, nghe ta nói một lời. Dương Thạch Thị cắt ngang cuộc thảo luận. Bà trầm ngâm rồi nói. Ta không đồng ý, vì sao? Hai người kinh ngạc hỏi cùng một lúc. Dương Thạch Thị bình tĩnh nói. Cả hai đều có ý tưởng rất tinh tế, nhưng không cần dệt cả tấm gấm để thành áo. Trước giờ, đấu gấm luôn dựa vào 3 thước gấm làm chính. Dương gia không thể phá vỡ quy tắc này. Cẩm y cũng chỉ dành cho những người xứng đáng. Nếu để mỹ nhân mặc cẩm y lên sân đấu gấm, có lẽ người ta sẽ chỉ chú ý đến người mặc, không phải là gấm. Chẳng lẽ biến cuộc thi đấu gấm thành cuộc thi chọn hoa khôi? Sau cuộc nói chuyện, Quý Anh và Dương Tĩnh Sơn đều thấy xấu hổ, Sau khi thảo luận, họ quyết định dệt 4 bức gấm hoán hoa cẩm khác nhau. Xuân dùng màu xanh, hạ dùng màu lục, thu dùng màu sặc sỡ, đông dùng màu trắng bạc. Các màu nền sẽ được phối hợp với hoa văn tương ứng. Sau khi thương lượng xong, hai anh em Dương gia cáo từ để đi làm việc. Dương Thạch Thị giữ Quý Anh Anh lại. Suốt hơn nửa năm qua, Dương Thạch Thị chăm sóc Quý Anh Anh rất chu đáo, không hề lạnh nhạt. Ngoài việc thỉnh an vào mỗi mùng 1 và 15, cũng như dùng cơm tối cùng gia đình tại Bạch Lộ Đường, bà không thường gọi Quý Anh Anh đến Bạch Lộ Đường. Không biết tại sao bà lại giữ mình lại, Quý Anh Anh yên lặng ngồi chờ Dương Thạch Thị lên tiếng. Anh Anh, lần này em giúp Dương gia dệt đấu gấm, nếu tin này lan ra, Triệu gia sẽ không biết hận em đến mức nào. Đúng rồi, em cầm cái này đi. Dương Thạch Thị lấy một hộp nhỏ đặt lên bàn, đẩy về phía nàng. Quý Anh Anh không nhìn hộp mà nói ngay. Phu nhân quá khách khí. Trước đây khi nhà em bị người ta vơ vét tài sản, phu nhân đã giúp đỡ rất nhiều. Em không gả vào Dương gia cũng sẽ hết sức giúp Dương gia dệt đấu gấm. Người lớn ban thưởng không thể từ chối. Ta cũng thường xuyên thưởng đồ cho hai vị tẩu tẩu của em. Dương Thạch Thị thấy nàng vẫn xa cách, nhớ đến tiếng phu nhân của Dương Tĩnh Uyên, ánh mắt bà trở nên u ám. Cảm ơn phu nhân. Quý Anh Anh thấy bà nói vậy, không tiện từ chối, liền nhận lấy. Dương Thạch Thị lắc chiếc chuông nhỏ trên bàn, Trần Ma Ma và Thiền Tử đẩy cửa vào, đỡ bà đứng dậy. Quý Anh Anh cũng theo sau ra khỏi thư phòng. Trở về Minh Nguyệt Cư, nàng tiện tay mở hộp ra. Bên trong là khế ước mua bán nhà. Trên đó ghi rõ là một khu nhà tứ hợp viện, trước có cửa hàng, sau có vườn hoa, nằm gần sông gấm. Quý Anh Anh ngạc nhiên đến sững người. Phu nhân làm sao biết nàng luôn muốn tìm một ngôi nhà thích hợp để Quý gia chuyển vào thành. Rõ ràng đây là mượn danh thưởng đồ để tặng cho Quý gia một món quà thích hợp. Phu nhân thật thấu hiểu. Nhớ lại lời của Dương Thạch Thị, Quý Anh Anh hiểu ra. Dương Thạch Thị cũng lo lắng năm nay đấu gấm đoạt lại ngôi Cẩm Vương, khiến Triệu gia mất mặt. Quý gia ở Tam Đảo Yền sẽ gặp khó khăn. Nếu là Dương Tĩnh Uyên, chắc chắn anh sẽ không nhận món quà này. Quý Anh Anh nhớ đến anh thường chỉ gọi 3 món ăn đơn giản và luôn tính toán chi tiết từng ngày, liền không nhịn được cười. Nàng lo lắng cho tình cảnh nhà mẹ đẻ, quyết định nhận lấy ý tốt của Dương Thạch Thị. Nàng sai Tương Nhi tìm một chiếc đai thêu đẹp để tặng Dương Thạch Thị, và dặn Tương Nhi phải nói với Dương Thạch Thị. Việc thêu thùa của em có thể tạm nhìn được, nhưng việc may hài thì không thể sánh với phu nhân. Khi Tam Lang Quân trở về, trên chân cũng chỉ mang hài do phu nhân làm. Lần trước khi đưa xiêm y cho Dương Tĩnh Uyên, Dương Thạch Thị cũng mang đến 2 cặp hài. Quý Anh Anh gói hết những chiếc hài mà bà đưa, giữ lại cho mình. Khi trở về, Dương Tĩnh Uyên mang trên chân đôi hài do Dương Thạch Thị làm. Đêm đó khi anh rời đi, Quý Anh Anh mới nói cho anh biết sự thật, cố tình dùng lời ép buộc anh. Nếu chàng không muốn mang hài do phu nhân làm, thì hãy chân trần mà về. Lúc này không thể mua được hài để thay đâu. Dương Tĩnh Uyên gần đến tối mới rời đi, không nói cho Quý Anh Anh biết rằng anh sẽ ở lại nhà tang thập tứ gia một đêm, để ngày hôm sau thử xem có mai phục trên đường hay không. Bị nàng nhìn thẳng bằng đôi mắt đen láy, anh vẫn cố cãi. Cái nàng đưa chính là nàng làm. Đáng tiếc rằng vào ngày 15 tháng 8, khi Dương Tĩnh Uyên đi gặp Dương Thạch Thị, trời đã tối, một tiếng phu nhân làm Dương Thạch Thị xót xa, và bà không hề chú ý rằng anh đang mang đôi hài do chính bà làm. Quý Anh Anh cảm thán nghĩ rằng Dương Thạch Thị vẫn giữ khoảng cách, không chịu thân cận với Dương Tĩnh Uyên. Dương Tĩnh Uyên cứng đầu như con bò, không chịu cúi đầu trước. Chỉ có thể để thời gian làm dịu đi căng thẳng. Chương 212. Vào giữa tháng 9, người Dương gia từ Điền Trang phía Nam truyền tin lên đây rằng Nam Chiếu đã khởi binh. Quý Anh Anh lập tức nghĩ đến Thịnh Phong Trạch, giờ nàng mới hiểu ý nghĩa những lời Thịnh Phong Trạch đã nói trước đây. Nam Chiếu thèm muốn vùng đất thuộc cầm nghiệp, Thịnh Phong Trạch ở khắp nơi thu thập kỹ thuật bí mật nhuộm tơ của chức cầm. Theo ý chàng, đây là cách dùng thủ đoạn hòa bình để giúp Nam Chiếu phồn thịnh. Có lẽ sau nhiều ngày kiên nhẫn, Nam Chiếu không thể chờ thêm nữa. Lần cuối cùng gặp chàng từng khuyên nhủ Quý Anh Anh một cách khéo léo rằng nàng nên trở về Trường An cùng gia đình. Giờ đây hồi tưởng lại, Nàng hiểu rằng chàng muốn nàng rời khỏi phủ Ích Châu vì nơi này sắp trở thành chiến trường. Quý Anh nghĩ đi nghĩ lại, nàng chắc chắn rằng mình không hiểu lầm ý tứ trong lời nói của Thịnh Phong Trạch. Nhận thức rằng Nam Chiếu sẽ tấn công Ích Châu khiến nàng không thể yên lòng. Nàng bảo Dầu Vừng đến các trà lâu và tử quán trong thành để hỏi thăm tin tức, đồng thời dặn Quý Phúc mang khế ước mua bán nhà về Tam Đạo Yển, cần phải đưa mẫu thân cùng anh trai và chị dâu vào thành trước. Bất kể thế nào, Ích Châu là một thành lớn, trong thành có tiết độ phủ và quân đội bảo vệ. Còn Tam Đạo Yển thậm chí không có tường thành. Nàng quay người đi về Bạch Lộ Đường. Anh em Dương Tĩnh Sơn cùng hai vị thiếu phu nhân đều có mặt. Khi Quý Anh bước vào, nàng nghe thấy Dương Tĩnh Sơn đang nói về chiến sự phía Nam. Trong lòng nàng nhẹ nhõm hơn một chút, chỉ cần có sự chuẩn bị là tốt. Ta đã ra lệnh cửa hàng tăng giá thu mua tơ tằm. Nam Chiếu phát binh, sang năm xuân tơ tằm chắc chắn bị ảnh hưởng. Có đủ tơ, chờ thêm một tháng nữa thi đấu đoạt lại Cẩm Vương, sang năm Dương gia ở Cẩm Nghiệp sẽ thu hoạch tăng thêm 3 thành. Anh em Dương Tĩnh Sơn không hề lo lắng về chiến sự, ngược lại còn có vẻ hưng phấn. Dương Đại Nãi Nãi và Dương Nhị Nãi Nãi đều cười đồng tình, trong phòng khách tràn ngập niềm vui. Quý Anh càng nghe càng thấy không hợp lý, chẳng lẽ nàng đang lo lắng vô cớ? Nàng tranh thủ lúc cuộc trò chuyện tạm dừng liền hỏi. Nếu Nam Chiếu tấn công thành Ích Châu thì sao? Mọi người đều kinh ngạc nhìn nàng. Dương Đại Nãi Nãi trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, dùng khăn tay che miệng cười nói. Em dâu từ nhỏ lớn lên ở Tam Đạo Yển, không hiểu cũng là đương nhiên. Lại nữa rồi, Quý Anh hạ mắt xuống, không để Trần Thị thấy ánh mắt mình. Ta xa nhất cũng chỉ đến thành Ích Châu, kiến thức nông cạn, mong rằng đại tẩu chỉ giáo cho. Thấy nàng hạ thấp bản thân, Dương Đại Nãi Nãi hơi nhếch miệng. Nam Chiếu chỉ là một nước nhỏ so với đại đường chúng ta. Quốc chủ là người được thiên tử phong làm Vân Nam Vương, một phiên vương ở vùng đất nhỏ bé mà thôi. Dị tộc vẫn là dị tộc, từ thời Trinh Quán đến thời Thiên Bảo, Nam Chiếu khởi binh phản loạn, đều kết thúc bằng việc cầu xin giao hảo cả đời. Không lâu nữa, phía Nam sẽ có tin chiến thắng, Nam Chiếu sẽ bị Tây Xuyên quân đại bại tại biên cảnh. Thịnh Phong Trạch không chỉ một lần đến phủ Ích Châu, chàng đã nắm rõ địa hình và tình hình đóng quân ở đây. Nếu không muốn đánh thành Ích Châu, chàng cần gì phải đến nhiều lần? Quý Anh lo lắng, hỏi ngược lại. Nếu lần này Nam Chiếu đã chuẩn bị sẵn sàng thì sao? Nếu Tây Xuyên quân thua thì sao? Anh! Dương Thạch Thị nghe nàng nói đến khả năng Tây Xuyên quân thua Nam Chiếu mà không hề e ngại, không kìm được quát ngăn nàng. Chuyện quốc sự quan trọng, không phải là thứ phụ nữ có thể bàn luận. Quý Anh cúi đầu, ngập ngừng nói. Ta chỉ nghĩ rằng có sự chuẩn bị trước vẫn tốt hơn. Trong phòng khách, người trẻ nhất là Nhị Nãi Nãi cũng lớn hơn nàng mười mấy tuổi. Nàng vẫn chỉ là một thiếu nữ, không có gì lạ khi nàng sợ hãi lo lắng. Dương Thạch Thị hạ giọng an ủi. Kiếm Nam Tây Xuyên chỉ là vài châu nhỏ, còn Ích Châu phủ là thủ phủ của đất Thục, cách biên giới hơn 1000 dặm. Thạch đã có tin tức, Nam Chiếu chỉ khởi binh để làm màu, chủ yếu là muốn vơ vét tài sản và xin giảm thuế cống nạp từ triều đình. Có lẽ Thịnh Phong Trạch đã khiến Quý gia bị dọa sợ bởi thủ đoạn của chàng. Nghe Dương Thạch Thị nói vậy, Quý Anh dần an tâm. Trở về Minh Nguyệt Cư không lâu, Dầu Vừng quay lại. Thành Ích Châu ca múa vui vẻ trong cảnh thái bình, mọi người bàn tán và mắng chửi Nam Chiếu là bọn lòng môn dạ thú, không thể tin tưởng được. Họ cũng hưng phấn bàn luận về việc quân đội đại đường phản công, Nam Chiếu Vương sẽ đầu hàng thế nào, không ai lo lắng. So với chiến sự, người trong thành lại quan tâm đến việc ai sẽ sở hữu Cẩm Vương vào ngày mùng 9 tháng 10. Tam Nãi Nãi, ngài không cần lo lắng, nghe nói Nam Chiếu còn không lớn bằng một châu của Kiếm Nam đảo. Đại đường là một quốc gia mênh mông, đối phó với Nam Chiếu man tộc rất dễ dàng. Có lẽ do nghe nhiều người bàn tán, Dầu Vừng ưỡn ngực, như thể hắn chính là đại tướng quân đánh bại quân Nam Chiếu. Lăng Nhi liếc hắn một cái. Nhìn ngươi kìa, ra vẻ như thật, Nãi Nãi bảo ngươi đi hỏi thăm tin tức, không phải đi nghe người ta khoác lác. Ta thật sự đi hỏi thăm tin tức mà, không nghe thấy ai nói quân đường chúng ta sẽ thua cả. Dầu Vừng lẩm bẩm. Hai người bắt đầu đấu khẩu, trong tiếng ồn ào đó, Quý Anh cảm thấy an tâm hơn. Trạng vạng, Quý Phúc trở về, như Quý Anh dự đoán, Quý Thị và Quý Diệu Đình đều không đồng ý chuyển vào thành lúc này. Thứ nhất vì tổ nghiệp khó bỏ, thứ hai vì Trương Tứ Nương cuối năm sẽ sinh con. Quý Anh Anh từ trước đến nay luôn tin tưởng vào nhãn quan của mẫu thân. Quý thị bảo Quý Phúc truyền lời lại rằng, Nam Chiếu quá nhỏ, việc rắn nuốt voi là không thể xảy ra. Hãy an tâm. Đúng vậy, Nam Chiếu khởi binh chẳng lẽ muốn thay thế chủ nhân đại đường lên ngôi thiên hạ sao? Quý Anh Anh cũng cảm thấy mình đã lo lắng quá nhiều. Gió tháng 9 từ từ thổi đi đám mây, lộ ra bầu trời xanh ngắt. Nước sông Đại Độ cuồn cuộn, bọt sóng trắng xóa, thanh thế ngập trời. Hai bờ sông Đại Độ, rừng rậm bị sắc thu nhuộm rực rỡ, trên vách đá cao có một đội nhân mã đứng. Gió thổi tung lá cờ của Thịnh Phong Trạch, dưới chiếc mặt nạ vàng, đôi mắt sâu thẳm của chàng tràn đầy vẻ đau thương. Vài ngày trước, Nam Chiếu đã đánh tan đại quân Kiếm Nam Tây Xuyên. Nam Chiếu thế như trẻ tre, một mạch đánh tới bờ sông Đại Độ. Qua sông Đại Độ là vùng đồng bằng phẳng của đất Thục. Xích Hổ nhỏ giọng nhắc chàng. Chủ tử, thuyền để qua sông đã chuẩn bị xong. Đã đến lúc trở về đại doanh, Thịnh Phong Trạch không động đậy, hỏi lại. Ta ở phủ Ích mưu tính dòng giá 3 năm, lại không kịp quốc chủ chỉ trong vài tháng. Xích Hổ, ta đã làm sai sao? Mỗi khi chàng tự xưng ta, đó là khi chàng coi Xích Hổ như bạn chơi ngày xưa. Xích Hổ chần chừ nói, chủ tử thương xót mạng sống của binh lính, đó là chủ tử mềm lòng, không phải bản vương mềm lòng, là bản vương đã nhìn sai đại đường. Thịnh Phong Trạch nói giọng mỉa mai, tưởng rằng vẫn là con hổ, không ngờ đã trở thành con mèo. Tây Xuyên tiết độ sứ ban đầu là người khôn ngoan, giờ lại mất trí, tham lam và thô bạo. Thật tiếc, thành Cẩm Tú đã bị hủy trong tay kẻ đó. Đi thôi. Thịnh Phong Trạch cùng hộ vệ trở lại đại doanh bên bờ sông. Tiếp tục dịch và chỉnh sửa cho đến hết. Trong lều các tướng quân đang vây quanh bàn quan sát bản đồ, thấy chàng vào, mọi người vội vàng hành lễ. Thịnh Phong Trạch thản nhiên nói. Đại quân ngày mai xuất phát. Vâng. Trên mặt mọi người hiện lên niềm vui mừng, đã đồn trú ở bờ sông Đại Độ 2 ngày. Ai cũng mong muốn được tự do cưỡi ngựa trên đồng bằng bên thành đô. Khi đại quân Nam Chiếu vượt qua sông Đại Độ, đã lần lượt chiếm được Mi Châu và Cung Châu. Tin tức Tây Xuyên quân liên tiếp thất bại mới truyền khắp thành Ích Châu. Từ thủ phủ đồng bằng của Mi Châu và Cung Châu, khoảng cách đến Ích Châu không đến 200 dặm. Cùng với sự sợ hãi, tin tức tốt lành cũng đến, làm người ta an tâm. Đại quân Nam Chiếu đã dừng bước tiến công. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 213. Thành Ích Châu và Cung Châu cùng nằm trên đồng bằng. Lúc đó không có chỗ nào hiểm yếu để ngăn cản. Vùng đất bằng phẳng trải dài 200 dặm. Đại quân Nam Chiếu chỉ mất 2 ngày là có thể đến nguy cấp. Ngày mùa thu trời quang đãng, từ trên đồng bằng có thể nhìn thấy rõ dãy núi tuyết xinh đẹp tuyệt trần ở phía tây. Nghiêu phó đô đốc ngồi vững trên ngựa, nhớ lại lời của Nghiêu ngũ nương. Ngọc Duyên nghe lén được Nam Chiếu Bạch Vương và Triệu Nhị Lang mật đàm, dự định tấn công Ích Châu thành để cướp tiền tài. Người khác không biết, nhưng phụ thân thì rõ. Năm Thiên Bảo, Nam Chiếu khởi binh, làm cho đô đốc Diêu Châu Lý Mật thất bại, nhảy xuống nước tự sát. Nam Chiếu hàng năm đều cống nạp, ẩn núp nhiều năm, giờ đột nhiên khởi binh, phụ thân có nghĩ quân lực Tây Xuyên có thể ngăn cản không? Trước mắt là cảnh binh sĩ mịt mờ và lều trại trải dài vô tận, khiến người ta liên tưởng đến cảnh châu chấu tràn vào. Cho phép cấp cho Triệu gia một ít lợi ích, không đáng gì với Triệu gia, thu hết các nhà trong thành gấm vóc. Vừa mất này lại mọc ra, Triệu gia có thể nhảy lên thành hành thủ cầm nghiệp của Ích Châu. Nghiêu ngũ nương nói, Triệu gia chọn cách dựa vào để bảo tồn lực lượng, phụ thân dính máu chiến trường, chẳng khác nào bỏ ngựa đấu xe. Nếu thất bại, triều đình cũng không phong thưởng gì, chỉ uổng phí tính mạng thôi. Cần gì phải liều mạng cho tiết độ sứ đại nhân mà ngay cả quân lương cũng cắt xén. Đợi đến khi triều đình cử đại quân đến, phụ thân lập công chuộc tội, chẳng phải tốt hơn sao? Những lời này không đủ khiến Nghiêu phó đô đốc dao động. Hắn kiêng kỵ chính là lá thư chết tiệt trong tay Thịnh Phong Trạch. Phía trước binh sĩ như nước gợn sóng tách ra, lộ ra một con đường. Một chiếc xe ngựa sơn son có lọng tre, vây quanh bởi các tướng lãnh, tiến ra khỏi đội ngũ, đến trước trận. Thịnh Phong Trạch nghiêng mình tựa vào gối gấm sáng chói, mặc áo cẩm y đen đan hoa tối màu. Trên trán buộc một chiếc khăn rộng lớn đen đỏ, khảm bảo thạch lộng lẫy. Anh ta tản ra khí độ khoan thai, nhìn tựa như một vị công tử của đại đường đi du ngoạn vào mùa thu. Nhớ lại lần trước gặp gỡ Thịnh Phong Trạch, Nghiêu phó đô đốc trong lòng thở dài. Vẫn là khuôn mặt đó, nhưng lần này Thịnh Phong Trạch không còn vẻ nhã nhặn của một thư sinh nữa. Đôi mắt dưới ánh mặt trời lấp lánh, thể hiện hết dã tâm của hắn. Đô đốc bình yên, gặp lại cố nhân, thật là vui vẻ. Thịnh Phong Trạch mỉm cười chào hỏi, Nghiêu phó đô đốc cười khổ trong lòng, nhưng mặt lại âm trầm, quát. Nam Chiếu lại dám xâm chiếm đại đường, không sợ bị đại đường diệt quốc sao? Bạch Vương bây giờ lui binh, tự trói mình xin hàng, Hoàng thượng còn có thể tha cho ngươi. Sắc lệ từ trong gốc, nhưng không thể không nói, Nghiêu phó đô đốc nghẹn khuất đến chết. Nam Chiếu thời gian qua cùng đại đường giao hảo, năm nay mới cử sứ thần đi Trường An tiến cống, đô đốc cớ gì nói lời ấy. Thịnh Phong Trạch thu lại nụ cười, mặt mũi đầy vẻ kinh ngạc. Còn mẹ nó, hận nhất loại này giống như văn thần không biết xấu hổ nói pháp. Rõ ràng đã gần đến Ích Châu thành, còn không chịu thừa nhận, còn muốn tìm lý do khởi binh. Nghiêu phó đô đốc thầm mắng trong lòng, nhưng miệng không thể không hỏi. Bạch Vương từ phía nam đánh tới, chẳng lẽ là giả không thành? Đô đốc hiểu lầm. Thịnh Phong Trạch thở dài nói. Bản Vương thích gấm của đất thục, muốn mua nhiều. Quốc chủ lo lắng cho an toàn của bản Vương, nên phái những người này đến bảo vệ. Ai ngờ vừa vào biên cảnh, liền bị địa phương đóng quân hiểu lầm, xảy ra xung đột. Bản Vương trước tiên muốn mua gấm, sau đó muốn tự mình đi giải thích với tiết độ sứ đại nhân. Đã xảy ra xung đột, bản Vương nhát gan sợ chết, nên không thể không mang nhiều người theo. Nếu không phải lá thư này trong tay ngươi, lão tử nhất định rút đao đánh nhau với ngươi một trận. Nghiêu phó đô đốc trong bụng thầm mắng Thịnh Phong Trạch không biết bao nhiêu câu, nhưng trên mặt chỉ có thể căng thẳng. Ý là chỉ cần tiết độ sứ đại nhân không lầm hội Vương gia, lại để Vương gia mua được gấm hợp ý, Vương gia có thể vừa lòng thỏa mãn trở về Nam Chiếu. Đúng. Thịnh Phong Trạch đáp sảng khoái, Nghiêu phó đô đốc nhìn hắn một cái, sau đó quay đầu ngựa trở về trại doanh. Quay đầu nhìn lại, thấy Thịnh Phong Trạch cũng thản nhiên ngồi trên xe ngựa có lọng tre trở về. Đem việc này bẩm báo tiết độ sứ đại nhân. Nghiêu phó đô đốc ra lệnh cho danh phó trở về thành báo cáo. Trong soái trướng của Nam Chiếu, Thịnh Phong Trạch cùng hai tướng lãnh bên cạnh đang nhìn bản đồ trải trên bàn. Chủ tử, Si Cuồng quân tới. Xích Hổ tiến lên bẩm báo. Mời vào. Vừa nói, một tướng lãnh vóc dáng khôi ngô bước vào, hành lễ rồi giận dữ hỏi. Bạch Vương, vì sao phải đóng quân ở đây? Ích Châu thành đang ở trước mắt, sao không tiến vào thành? Quốc chủ không muốn đợi nữa, dự định xuất binh bắt người, cướp của, chiếm đoạt địa bàn. Người khởi xướng là quyền thần đứng đầu dãy núi lớn, Si Cuồng là thân tín của quyền thần, hắn chỉ là tướng nắm giữ tả quân, lại dám nghi ngờ chủ soái. Thịnh Phong Trạch thầm than trong lòng, lạnh nhạt nói. Không có lý do, Nam Chiếu sẽ thành quân bất nghĩa. Có lý do, dù cướp cũng là cướp đúng. Si Cuồng ngẩn ngơ. Nếu đại đường thiên tử giận dữ, điều vài chục vạn binh mã chinh phạt Nam Chiếu, liệu có thắng được không? Thịnh Phong Trạch hỏi ngược lại, không đợi hắn phản ứng. Trước khi xuất phát, Si Cuồng đã được quyền thần dặn dò kỹ, rằng Bạch Vương bị ảnh hưởng bởi đại đường, coi chừng hắn còn nhân từ, làm hỏng kế hoạch của quốc chủ. Hắn lớn tiếng nói, nếu tiết độ sứ Tây Xuyên nhận thức được, lại để Vương gia mua nhiều chiếc cẩm, chẳng lẽ chúng ta phải lui binh? Không lạ khi bị người đại đường châm biếm là nam man tử. Thịnh Phong Trạch lười giải thích, giơ ba ngón tay. Nhiều nhất lúc này đóng quân 3 ngày, thế nào? Được, 3 ngày sau nếu Bạch Vương còn muốn nói đi nói lại với người đại đường, ta sẽ dẫn quân tự mình công thành. Si Cuồng hành lễ, hừ một tiếng rồi sải bước rời đi. Xích Hổ nheo mắt. Chủ tử, không sao. Thịnh Phong Trạch lắc đầu. Ngày hôm sau, tiết độ sứ Tây Xuyên cử người vào đại doanh Nam Chiếu. Người đến không ai khác, chính là phủ thái thú Tang Trường Sử. Một năm trước, hắn còn lo lắng vì sao không bị tân thái thú nghi kỵ. Hiện giờ, thái thú được tiết độ sứ đại nhân lệnh, đi sứ quân doanh Nam Chiếu, việc tốt lại rơi xuống đầu hắn. Tiết độ sứ đại nhân thâm minh đại nghĩa, tôi cảm động không thôi. Mua gấm xong, tôi sẽ lập tức trở về Nam Chiếu. Nghe câu này, Tang Trường Sử thở phào nhẹ nhõm. Không biết Vương gia muốn mua bao nhiêu chiếc cẩm? Thịnh Phong Trạch nhìn quanh trướng, chỉ vào các tướng lãnh. Ta dẫn nhiều người như vậy đến chuyển chiếc cẩm, không thể để họ về tay không? ít nhất cũng phải phân mỗi người một ít cho vợ con. Vậy 3 vạn thất, bao nhiêu? Tang Trường Sử tưởng mình nghe lầm, gấm Ích Châu mỗi năm cống Trường An mới có 1 vạn thất, cả châu phủ một năm sản xuất không đến 1.500.000 thất. Bạch Vương Nam Chiếu mở miệng đòi 3 vạn thất, sẽ lấy hết gấm của Ích Châu. 3 vạn. Thịnh Phong Trạch nói chắc nịch, Tang Trường Sử nổi giận, cười lạnh nói. 3 vạn thất gấm, Vương gia biết rõ giá trị bao nhiêu tiền không? Thịnh Phong Trạch đưa tay ra, Xích Hổ lấy ra một cái túi da đặt vào tay hắn. Hắn ngẫm nghĩ một chút, rồi ném lên bàn, cười ấm áp. Bản Vương ra giá, Tang Trường Sử xem có đủ không? Tang Trường Sử mở túi ra, thấy đầy một túi lớn đủ loại bảo thạch. Trong đầu hắn vang lên lời thái thú đại nhân nói nhỏ khi ra khỏi thành. Nam man tử không hiểu chuyện, hung hăng ép giá, giúp các gia đình sản xuất gấm giảm được tiền đò, bán giá cao, bổn quan vì chính một phương, cũng coi như làm được việc tốt cho họ. Nói những lời này, thái thú đại nhân mặt mày hớn hở, phảng phất như đã nghe thấy các gia đình sản xuất gấm khen ngợi. Có lẽ hắn hiểu lầm Bạch Vương, Tang Trường Sử cố làm vẻ thận trọng. Tấc kim tấc gấm, túi bảo thạch này cũng chỉ đổi được một thất thượng đẳng trước cầm. Ha ha! Thịnh Phong Trạch không nhịn được, vỗ bàn cười lớn. Trong trướng, các tướng lãnh đi theo cũng cười ha ha. Một người đứng lên, lớn tiếng nói. Đại nhân nghe kỹ, đây là số tiền điện hạ của chúng ta dùng để mua 3 vạn thất trước cẩm. Một túi bảo thạch mà muốn mua 3 vạn thất gấm. Bạch Vương điện hạ đang trêu cợt hạ quan sao? Dùng túi bảo thạch này mua 3 vạn thất gấm, người si nói mộng. Tang Trường Sử sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, thầm nghĩ tiết độ sứ đại nhân và thái thú đại nhân thật sự quá ngây thơ rồi, rõ ràng Nam Chiếu đến để cướp. Thịnh Phong Trạch dừng cười, trong mắt lộ ra ý sắc bén, nói từng chữ. Đại nhân nói bản Vương là người si nói mộng, tốt lắm, bản Vương sẽ tự mình mang túi bảo thạch này đến Ích Châu thành, xem có thể mua được 3 vạn thất gấm hay không. Đây là uy hiếp, không đưa gấm cho hắn sẽ mang binh vào thành. Tang Trường Sử sắc mặt tái nhợt, một lúc sau mới bình tĩnh lại. Bổn quan sẽ bẩm báo chi tiết ý của Vương gia lên tiết độ sứ và thái thú đại nhân. Cáo từ. Hắn mang theo tùy tùng rời khỏi lều lớn, phía sau lại vang lên tiếng như sấm. Bản quân không có tính nhẫn nại, nhiều nhất đợi thêm 2 ngày. Tang Trường Sử lảo đảo dưới chân, may mắn được hoàng chủ mắt lanh lẹ đỡ ổn, mới không ngã. Hắn run rẩy nói. Đi, trở về thành, ít nguy rồi. Chương 214. Từ phía nam, quân đội Nam Chiếu đã dừng lại ở phía nam thành Ích Châu. Ở 3 phương hướng phía bắc, không ai nhìn thấy người Nam Chiếu. Có người cho rằng, nếu Nam Chiếu thực sự muốn tấn công Ích Châu, họ nhất định sẽ vây thành và cắt đứt liên lạc giữa Ích Châu với bên ngoài, đặc biệt là liên lạc với tiết độ sứ phủ ở phía bắc qua con đường Đông Nam. Đông Xuyên quân là lực lượng viện trợ gần Ích Châu nhất. Vì vậy, dù quân đội Nam Chiếu cách đó 200 dặm, thành Ích Châu vẫn bình yên như thường, 4 cổng thành vẫn mở và người dân tự do ra vào. Sau nhiều thập kỷ sống trong hòa bình, người dân Ích Châu vẫn tin rằng chỉ cần triều đình đàm phán hòa bình với Nam Chiếu, quân lính Nam Chiếu sẽ tự động rút lui mà không tiến thêm một bước nào nữa. Nhưng tất cả điều kiện này phụ thuộc vào việc tiết độ sứ có đồng ý tặng không 3 vạn thất gấm tứ xuyên cho Nam Chiếu hay không. Thái thú đau lòng đến chết đi sống lại. Đại nhân, đây là 3 vạn thất gấm tứ xuyên đấy. Tang Trường Sử sau một thời gian dài bôn ba, không chần chừ đã cùng thái thú vào tiết độ sứ phủ. Hắn lạnh lùng nói. Đại nhân, đây rõ ràng là lừa gạt và uy hiếp. Nam Chiếu đang tìm cớ để tấn công thành Ích Châu. Từ Tung Châu một đường kháng cự, Nhã Châu đại bại, Cung Mi 2 châu bị chiếm đóng. Chỉ trong 1 tháng ngắn ngủi, quân đội Nam Chiếu đã đến trước mặt. Trong phòng nghị sự, các tướng quân của Tây Xuyên đều mang nặng nỗi bi thương. Tiết độ sứ và Nghiêu phó đô đốc, người có chức vụ cao nhất, giữ vẻ mặt đỏ thẫm, không thể hiện tâm trạng bất ổn. Hắn không nói gì, các tướng quân giữ im lặng, lắng nghe hai vị quan văn trong sảnh trình bày. Ích Châu thu thuế 1/2 dựa vào ngành nghề cẩm nghiệp. Cướp hết gấm tứ xuyên của những người làm nghề trước cẩm, không có vốn liếng, thì ngay cả vốn đầu tư cũng không còn. Nếu quân Nam Chiếu rút đi, làm sao có thể duy trì trước cẩm? Thái thú nghĩ đến 3 vạn thất gấm tứ xuyên, lòng đau như cắt, khó có thể chịu đựng. Tang Trường Sử nghiến răng nghiến lợi kiên quyết. Dù có dao gấm cho Nam Chiếu, họ cũng sẽ không buông tha cho việc tấn công Ích Châu. Hai vị này bên ngoài tỏ ra hòa nhã nhưng trong lòng đầy mâu thuẫn, cả hai nghi ngờ lẫn nhau và đồng thanh khẩn cầu Tây Xuyên tiết độ sứ. Xin đại nhân phát binh, quyết chiến một trận sinh tử với Nam Chiếu. Nếu Tây Xuyên quân chiến đấu, phía Bắc có thể yêu cầu Đông Xuyên quân tiếp viện. Qua Kinh Kiếm, vượt qua Tần Lĩnh chính là đồng bằng Quan Trung, cách Trường An không xa. Triều đình có thể điều động đại quân từ sông, Ích Châu đứng sau lưng toàn bộ đại đường, Nam Chiếu có thể là gì so với lực lượng này? Bản phiên đã báo cáo khẩn cấp 800 dặm lên triều đình. Không có lệnh điều động bộ binh, Đông Xuyên quân không thể di chuyển. Bây giờ Nam Chiếu chỉ cho 2 ngày thời gian. Hai vị đại nhân, bản phiên cho rằng gom gấm tứ xuyên giao cho Nam Chiếu, kéo dài thời gian mới là thượng sách. Tây Xuyên tiết độ sứ vuốt nhẹ chòm râu trắng, không chút hoảng loạn. Nam Chiếu không thể nuốt chừng Ích Châu vào bản đồ của họ. Họ không có cái khẩu vị đó. Một nước nhỏ nghèo nàn, chỉ đánh cướp chút ít tài sản. Dù có cho họ 3 vạn thất gấm, sau đó triều đình sẽ tăng cống vật hàng năm gấp bội, Nam Chiếu lấy bao nhiêu cũng sẽ phải trả lại gấp bội. Tiết độ sứ có ý định tặng không 3 vạn thất gấm cho Nam Chiếu. Thái thú lo lắng. Đại nhân, ai trong ngành chức cẩm nguyện ý cho không gấm tứ xuyên cho Nam Chiếu? Dù có tăng cống vật gấp bội, đó cũng là hiến tặng cho triều đình. Ai sẽ bù đắp tổn thất này cho những người làm nghề chức cầm? Đây chẳng phải là tiết độ sứ sợ chiến, dự định lấy của người làm nghề chức cầm để đổi lấy hòa bình sao? Tiết độ sứ khẽ mỉm cười. Thời gian không chờ ai. Nghiêu tướng quân, người xử lý việc này. Theo sổ sách của gia đình có nghề đan, thu gom gấm tứ xuyên. Nói với những người làm nghề trước cẩm, nếu không giao nộp gấm, bản phiên sẽ chết trận trên cửa thành. Không ngăn được quân Nam Chiếu, thành Ích Châu bị vùi lấp, họ sẽ mất không chỉ là gấm tứ xuyên. Trên đầu có người gánh vác, thân kiêm đại đô đốc tiết độ sứ đại nhân chủ quản, bản thân mình chỉ là trợ thủ mà thôi. Nhưng nếu Thịnh Phong Trạch đồng ý dâng 3 vạn thất gấm tứ xuyên, quân Nam Chiếu có thể rút lui. Nghiêu phó đô đốc cảm thấy gánh nặng trong lòng được giải tỏa, đứng dậy nhận lệnh. Thấy tiết độ sứ đã quyết định, thái thú và Tang Trường Sử chỉ còn biết im lặng chấp nhận. Sau khi thảo luận xong, tiếng trống canh đã vang qua canh 3. Nhiều đội lính chia nhau xuất phát, gõ cửa những nhà làm nghề chức cầm. Tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức Quý Anh Anh. Nàng vô thức rút con dao nhỏ Dương Tĩnh Uyên đưa cho từ dưới gối. Nam Chiếu tấn công thành rồi sao? Tương Nhi trực đêm cũng sợ hãi. Nương tử, để nô tỳ đi xem một chút. Chưa kịp khoác áo, Lăng Nhi đã đến. Nghiêu phó đô đốc dẫn quân đến đây. Nghiêu phó đô đốc, Quý Anh Anh vừa nghe thấy hắn tự mình mang quân đến, vội vàng mặc xiêm y, ra khỏi phòng. Ban đêm đen kịt, bên kia hồ Bạch Lộ Đường đã sáng đèn. Xa xa có thể thấy bóng dáng đầy tớ mang theo đèn lồng vội vã đi qua. Tại sao Nghiêu phó đô đốc lại đến? Gặp chuyện ở Nghiêu gia khiến Quý Anh Anh lo lắng. Chúng ta đến cửa sân bên kia xem thử. Nương tử, ngài đừng đi. Quý Mama nói, cầm đèn lồng đi ra, trực tiếp gọi Quý Anh Anh lại. Bà nhìn nàng trách móc. Đều là thiếu nữ 10 mấy tuổi, khuya khoát bị lính xông vào thì sao chịu nổi. Để lão nô đi hỏi thăm tin tức. Quý Anh Anh suy nghĩ một chút liền đồng ý, liên tục dặn dò. Mama, nếu không nghe được tin tức thì không sao. Ngài cũng cẩn thận một chút. Lão nô hiểu rồi, nương tử trở về phòng đi. Buổi tối lạnh lắm, đừng để lạnh. Quý Mama nhấc đèn lồng đi. Chủ tớ 3 người trở về phòng, hoàn toàn không buồn ngủ. Đợi hơn nửa canh giờ, Quý Mama mới trở lại. Bà đi gấp, vào nhà nhường Tương Nhi đổ 2 chén nước uống, rồi tức giận nói. Nương tử, ngươi đoán xem Nghiêu phó đô đốc đến nửa đêm để làm gì? Quý Anh Anh sẵn giọng. Mama đừng vòng vo, chúng ta đều lo đến mức không ngủ được đây. Hắn muốn Dương gia quyên góp 6.500 thất gấm tứ xuyên. 6.500 thất gấm tứ xuyên. 3 người há hốc miệng có thể nuốt cả quả trứng gà. Tại Bạch Lộ Đường, Nghiêu phó đô đốc không chút khách sáo ngồi bên cạnh chủ vị của Dương Thạch Thị. Hắn thản nhiên nâng chén trà thưởng thức sắc mặt của mọi người Dương gia. Trong thính đường yên tĩnh, ánh nến chiếu lên khuôn mặt của mọi người, biến ảo không ngừng. Dương Thạch Thị kiềm chế nỗi sợ trong lòng, bình tĩnh hỏi. Nam Chiếu đòi mua 3 vạn thất gấm, định giá bao nhiêu? Dương đại phu nhân thật không hiểu hay giả vờ không hiểu? Nghiêu phó đô đốc đặt chén trà xuống, nghiêng người nhìn Dương Thạch Thị, châm chọc nói. Mang theo 20 vạn đại quân đến trước để mua gấm. Dương đại phu nhân, người nghĩ Nam Chiếu sẽ ra giá bao nhiêu? Dương Thạch Thị không chút hoang mang đáp. Đô đốc cũng đã nói rõ, Nam Chiếu đến để mua gấm. Bất kể giá bao nhiêu, cũng phải có giá. Dù Nam Chiếu có ra giá, Dương gia cũng có thể không bán. Hơn nữa, 6.500 thất gấm, Dương gia không có. Muốn bán cũng không được. Đây là lời từ chối công khai. Nghiêu phó đô đốc đột nhiên nhớ đến mấy năm trước khi mời quan môi đến Dương gia cầu hôn. Quan môi trở về học theo dáng vẻ của Dương Thạch Thị nói. Tam lang nhà ta tập võ, trước 18 tuổi không thể phá thân đồng tử. Không thể trì hoãn người ta. Hơn nữa, Dương gia là thương nhân, không thể trèo cao đến tiểu thư tam phẩm phủ đô đốc. Sĩ nông công thương, Dương gia xếp cuối cùng. Thù mới hận cũ dâng lên đầu, Nghiêu phó đô đốc đứng dậy, nhìn ra ngoài thính đường. Trong bóng đêm, hai hàng binh lính chỉnh tề đứng hai bên lối đi, cây đuốc trong tay cháy sáng. Nhìn bóng lưng hắn, xuyên qua hắn nhìn vào binh sĩ trong viện, sắc mặt Dương Thạch Thị và hai con trai đều thay đổi. Nghiêu phó đô đốc không nói rõ, nhưng ba người họ đều hiểu ý của hắn. Dù có chết trận xa trường, Dương Thạch Thị cũng không chịu lấy gấm của Dương gia để liệm binh sĩ chết trận. Bây giờ không chỉ không dám nghênh chiến, còn mang binh đến uy hiếp để cướp gấm tứ xuyên. Nàng tức giận đến toàn thân run rẩy, cao giọng nói. Tây Xuyên quân chiến đấu thua liên tiếp, bây giờ sợ hãi, không dám đánh. Định lấy gấm của người làm nghề trước cẩm để cầu hòa với Nam Chiếu. Nghiêu phó đô đốc, ngài không cảm thấy nhục nhã với tam phẩm võ tướng quan bào sao? Trong đêm yên tĩnh, lời của Dương Thạch Thị vang đến ngoài phòng khách. Cây đuốc chập chờn, nhóm binh sĩ đứng chỉnh tề không khỏi run rẩy. Từng khuôn mặt quay nhìn về phía phòng khách. Vụt. Một tiếng, Nghiêu phó đô đốc rút bảo kiếm bên hông ra. Dưới ánh nến, Dương Thạch Thị trừng mắt, một tay lấy Trần Ma Ma bổ nhào chắn trước mình, đẩy ngã xuống đất, ngẩng cổ không nhúc nhích. Chương 215. Đô đốc. Dương Tĩnh Sơn và Dương Tĩnh Nham kinh hãi kêu lên. Nghiêu phó đô đốc tay cầm kiếm chém xuống, làm vỡ góc bàn trà. Khi thấy Dương Thạch Thị không hề chớp mắt, hắn thầm khâm phục sự điềm tĩnh của bà lão này. Hắn hừ một tiếng, tra kiếm vào vỏ. Dương đại phu nhân, việc chiến đấu là chuyện đại sự, không phải chỗ để một phụ nữ can thiệp. Bổn quan đến đây đêm khuya là theo lệnh của tiết độ sứ. Hãy nghe kỹ lời đại nhân, nếu không ngăn được quân Nam Chiếu, Ích Châu sẽ bị hủy diệt, và các người mất đi không chỉ là gấm tứ xuyên. Tiết độ sứ đại nhân lệnh mỗi gia đình làm gấm phải giao đủ số lượng vào trưa mai. Thiếu một thất. Hắn nhìn Dương Tĩnh Sơn và Dương Tĩnh Nham, cười gằn. Sẽ lấy một mạng người trong phủ để bù đắp. Nếu đây không phải là cướp bóc trắng trợn thì là gì? Dương Thạch Thị vỗ bàn đứng dậy. Đô đốc bớt giận, đô đốc xin nghe tiểu nhân một lời. Dương Tĩnh Nham sợ mẫu thân lại lên tiếng, liền bước nhanh tới, ngăn trước mặt Dương Thạch Thị, cúi đầu chào, rồi nói. Nếu tiết độ sứ đại nhân đã ra lệnh, Dương gia tự nhiên sẽ toàn lực ủng hộ. Chỉ là... Hắn vừa nói vừa mời Nghiêu phó đô đốc ngồi xuống, cười khổ. Đô đốc, chúng ta biết người Nam Chiếu không nói lý. Nhưng ngài cũng phải cho Dương gia một con đường sống chứ. 3 vạn thất gấm, Dương gia chỉ có thể góp 6.500 thất. Dù lấy hết kho hàng cũng sợ không đủ số này. Nghiêu phó đô đốc suy nghĩ nhanh, cũng lo rằng làm quá gấp sẽ không đủ số lượng. Dương gia là nhà giàu, lại là đầu đàn trong ngành sản xuất gấm. Thuyết phục Dương gia lấy ra gấm, nhà khác sẽ dễ làm theo. Hắn thở dài nói, tiết độ sứ đại nhân không rõ tình hình từng nhà, nên tính theo số lượng máy dệt. Dương gia có 6.500 máy dệt, cộng với tồn kho, số này không khó đạt được chứ. Đại nhân có điều chưa biết. Lúc này Dương Tĩnh Sơn mới xen vào. Một thất gấm dệt mất khoảng 3 năm rưỡi là chuyện thường. Dương gia mỗi năm chỉ dệt được 2.000 thất. Trong kho tồn chưa tới 1.000, 6.500 thất gấm quả thực là khó. Nếu tính theo số lượng máy dệt, toàn Ích Châu có hơn 3 vạn máy. Nhưng vơ vét hết cũng không đủ, gấm tứ xuyên lại bị tiết độ sứ tham ô. Chỉ một câu của Dương Tĩnh Sơn đã cắt giảm số lượng một nửa, làm Nghiêu phó đô đốc không vui. Ngươi nghĩ rằng bổn quan đến đây đêm khuya là để bàn chuyện làm ăn sao? Giọng nói lạnh lùng. hắn có vẻ sắp trở mặt. Dương Tĩnh Nham mỉm cười. Đại nhân, vừa rồi kiểm tra sổ sách, ta thấy trong kho còn có khoảng 700-800 thất gấm cũ quá hạn. Nam man tử không phân biệt được chất lượng, ngài xem có thể thêm vào 1.000 thất gấm cũ này không? Vậy tổng cộng là 4.000 thất, đó là giới hạn của Dương gia. 4.000 thất gấm tứ xuyên, cũng là con số không nhỏ. Nghiêu phó đô đốc hiểu rõ, Dương gia muốn cò kè là trong dự đoán. Chỉ cần Dương giao gấm đúng hạn, hắn có thể báo cáo kết quả. Hắn trầm ngâm rồi nói. Vậy thì Dương giao 4.000 thất gấm tứ xuyên, trước trưa mai phải đưa tới. Bổn quan cáo từ. Thấy hắn đứng dậy rời đi, Dương Thạch Thị nheo mắt lại, đột nhiên hỏi. Không biết năm ngoái Cẩm Vương Triệu gia đã nộp bao nhiêu thất gấm tứ xuyên? Triệu gia có ít nhất 3-4.000 máy dệt, nộp 2.000 thất cũng là chuyện thường. Nghiêu phó đô đốc dừng bước, xoay người nhìn Dương Thạch Thị, chậm rãi nói. Nghiêu gia là thân thích của bổn quan thu không đều 3.000 thất gấm, Triệu gia sẽ hết sức tương trợ. Nếu bổn quan thu đủ 3.000 thất gấm tứ xuyên, Triệu gia có thể được miễn giao nộp. Đáng tiếc, vốn Dương gia cũng có thể trở thành thân thích của bổn quan. Nghiêu phó đô đốc, ngươi đang dùng công để trả thù cá nhân. Dương Thạch Thị lạnh cả người, biết rõ Nghiêu phó đô đốc cố ý trả thù Dương gia vì việc từ chối kết thân trước đây. Nghiêu phó đô đốc cười lớn, xóa sạch oán hận nhiều năm. Biết hôm nay thế này thì ngày trước cần gì từ chối. Ngươi chỉ là một thương nhân, từ chối ý tốt của bổn quan. Hôm nay bổn quan muốn dùng công để trả thù cá nhân, ngươi có thể làm gì ta? Dương gia phải nộp 4.000 thất gấm tứ xuyên, thiếu một thất. Đừng quên bổn quan đã nói. Hắn hùng hổ phẩy tay áo bỏ đi. Dương Thạch Thị bỗng thấy tối sầm trước mắt, ngã thẳng ra sau. Nương! Dương Tĩnh Nham vội vàng đỡ lấy bà, đặt bà lên ghế, cố gắng bóp nhân chung cho tỉnh lại. Mau đưa ta qua đó! Dương Tĩnh Sơn quát sai gã sai vặt đẩy mình tới. Một lát sau, Dương Thạch Thị tỉnh lại, thấy hai con trai lo lắng, nước mắt tràn ra. Đáng hận, cường đạo, nương, đến nước này, không giao cũng phải giao. Mặc kệ Triệu gia có giao gấm hay không, chúng ta cũng phải giao. Dương Tĩnh Sơn nghĩ rằng mẫu thân ngất đi vì giận, nhã nhặn an ủi. Ta đâu còn tâm trí để tranh hơn thua với Triệu gia. Dương Thạch Thị oán hận. Ta chỉ thương cho công sức của Dương gia dệt gấm 1-2 năm trời, bị một đám tham sống sợ chết cướp đi để cầu hòa. Ta hận không thể thiêu cháy toàn bộ, không để cho Nam man tử lấy được một tấc gấm. Nàng đột nhiên quay đầu ra lệnh Trần Ma Ma. Anh dạo này luôn nói về việc Nam Chiếu tấn công thành. Chắc chắn Tam Lang đã nói gì với nàng, nhanh đi gọi nàng đến. Trần Ma Ma vội vàng đáp, cầm đèn lồng đi ngay đến Minh Nguyệt Cư. Dương Tĩnh Sơn lập tức cảnh giác. Trước khi đi, Tam Lang đã dẫn đệ muội đến Nghiêu phủ làm khách. Chẳng lẽ đệ muội đã nghe được gì sao? Nếu đúng như anh nói, Nam Chiếu đã tập hợp 20.000 đại quân, thì chắc chắn không chỉ vì mấy thất gấm tứ xuyên mà rút đi. Hiến gấm cầu hòa chỉ sợ như ném bánh bao thịt cho chó, không có đường quay lại. Thiền tử, nhanh đi mời 2 vị thiếu phu nhân đến. Nhị lang, ngươi không cần ở đây, hãy lo sắp xếp việc quan trọng hơn. Trước khi cổng thành đóng cửa, sáng mai, hãy đưa mọi người đến điền trang Long Tuyền tránh nạn. Dương Thạch Thị càng nghĩ càng thấy không ổn, tỉnh táo lại, bắt đầu sắp xếp. Chỉ trong thời gian cạn chung trà, Quý Anh cùng Dương Đại Nãi Nãi và Dương Nhị Nãi Nãi đều đã đến Bạch Lộ Đường. Dương Thạch Thị đi thẳng vào vấn đề. Anh, trước khi đi, Tam Lang có nói với ngươi về việc Nam Chiếu muốn tấn công Ích Châu không? Khi các ngươi đến Nghiêu gia, có nghe được gì không? Quý Anh lòng căng thẳng, vội hỏi. Phu nhân hỏi vậy là sao? Nghe nói đêm nay Nghiêu phó đô đốc mang binh đến yêu cầu gấm tứ xuyên, là vì lý do gì? Dương Đại Nãi Nãi liếc mắt nhìn nàng, giả vờ ngạc nhiên. Không phải là do tam đệ cùng đệ muội lần trước đi Nghiêu gia, gây chuyện gì, khiến Nghiêu phó đô đốc tìm đến chúng ta sao? Câm miệng, đừng nói bậy. Dương Tĩnh Sơn khiển trách nàng, rồi nhã nhặn kể lại chuyện đêm nay. Thịnh Phong Trạch thật tham lam, tiết độ sứ, Nghiêu phó đô đốc, thế mà dám mơ tưởng lột ra hồ. Quý Anh hít một hơi lạnh, nàng dám chắc Thịnh Phong Trạch không chỉ muốn 3.000 thất gấm tứ xuyên đơn giản như vậy. Hiện giờ chỉ có thể dùng danh nghĩa của Dương Tĩnh Uyên để mọi người tin. Nàng bình tĩnh lại. Phu nhân, còn nhớ Tam Lang từng gây chuyện ở dịch quán không? Tam Lang từng nói Nam Chiếu lòng muông dạ thú, ngấp nghé ngành gấm Ích Châu. Nam Chiếu Bạch Vương chắc chắn không thỏa mãn với 3 vạn thất gấm tứ xuyên mà rút quân. Không trách được, không trách được. Tam Lang, mẫu thân đã trách lầm con. Dương Thạch Thị nhớ lại ngày đó, hối hận đấm ngực. Ngày đó ta còn mắng Tam Lang hồ đồ. Đêm đó Bạch Vương đến dự tiệc, lão gia đã qua đời. Hắn liền nghi ngờ Nam Chiếu Bạch Vương. Mẫu thân, chuyện đã qua rồi. Hiện tại phải tranh thủ cơ hội ra khỏi thành, vội vàng chuẩn bị mới là quan trọng. Dương Tĩnh Sơn thấy mẫu thân xúc động, khó có thể sắp xếp. Quay sang Trần Thị. Không cần hỏi thêm gì. Vội vàng thu dọn vật phẩm quý, sắp xếp xe ngựa. Sáng mai, người dẫn mẫu thân và 2 đệ muội cùng bọn trẻ ra điền trang ngoài thành tránh nạn. Dương Đại Nãi Nãi nghe mà mơ hồ, rồi đột nhiên phản ứng. Lang quân, người cũng sẽ đi cùng chúng ta chứ? Dương Tĩnh Sơn lắc đầu. Ta và nhị đệ sẽ ở lại. Dương Đại Nãi Nãi oa khóc. Nếu ngươi không đi, ta cũng không đi. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.